Chào các bạn, đây là vlog đầu tiên của mình. Vlog này nói về việc học tập, không chỉ là việc học tập tiếng Nhật nói riêng mà là việc học tập tiếng Nhật nói chung. Vì thế rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Trước khi bắt đầu video thì mình xin được kể cho các bạn một câu chuyện sau đây. À, trung tâm Dũng Mori đây rồi, học tiếng Nhật đây mới được. Hai cái bảng chữ cái danh này thì anh mày chỉ cần một hôm là thuộc hết ngay mà. Đơn giản. Thuộc được bao nhiêu chữ rồi em? Em à? Dạ, được nửa bảng rồi ạ. Chắc là phải thêm một ngày để học thuộc nó mất. Hôm nay sao rồi em? Dạ, em nhớ đại khái rồi ạ. Nào cả lớp, hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại bảng chữ mềm nhé. Ôi, nhiều vãi trường ra. Ôi mẹ, mai lại bắt đầu học cả bảng chữ cứng nữa rồi. Nào bây giờ? Chữ cứng hay còn được gọi là chữ katakana. Chữ cứng khó viết, khó nhớ thế. Ông say quá, về chẳng học được chữ nào cả. Rồi. Em kia, đọc cho thầy chữ này xem nào. Ka. Ka. Nào, chữ này nữa. Đọc nè, đọc. Cút, à chịu. Cứt. Cứt tê. À thế khó quá. Em chưa thuộc hết thầy ạ. Em hứa, trong tuần sau sẽ học thuộc hết. Em sẽ đọc hết cho thầy. À. Buồn ngủ quá. Này nghỉ buổi vậy. Học tiếng Nhật chán vãi trường à. Nhà không nhà. Thôi nghỉ, nghỉ. Nghỉ. Vâng, câu chuyện vừa rồi phản ánh khá chính xác tình trạng chung của chúng ta hiện nay. Bỏ tiền ra đi học ngoại ngữ và rồi lại bỏ dở giữa chừng. Theo mình, anh chàng trong clip vừa rồi còn rất là may mắn hơn nhiều bạn, bởi vì đã sớm từ bỏ cuộc chơi. Có rất là nhiều bạn khác học đến 2 tháng, 5 tháng hay là 1 năm, tuy nhiên lại bỏ dở giữa chừng, không theo học đến cùng. Hỏi lý do thì lại mượn cớ rằng bận việc này, lo việc kia. Bây giờ các bạn hãy hình dung cho mình như thế này. Hãy tưởng tượng việc học của chúng ta giống như là một con thuyền đang đi ngược dòng nước. Và chính chúng ta là người chèo lái con thuyền đó đi đến thượng nguồn. Thượng nguồn là đích đến của chúng ta. Nếu chúng ta không chuẩn bị cẩn thận những thứ thiết yếu, cần thiết, đặc biệt quan trọng là sức khỏe, thì chúng ta không bao giờ đi đến được đích. Vì con thuyền của chúng ta đang đi ngược dòng nước, nên là chỉ lơ đễnh một chút thôi, không cố gắng, thì con thuyền của chúng ta sẽ bị tụt lùi về phía sau. Việc học của chúng ta cũng vậy, chỉ cần bỏ bê đi một ngày thôi là kiến thức của chúng ta đã bị quên đi rất là nhiều và cũng chẳng học thêm được một chút nào cả. Các bạn hãy nhớ rằng, cái mà chúng ta bị mất đi ở đây nhiều nhất đó chính là thời gian và công sức, chứ không phải là tiền bạc. 2 tháng, 5 tháng hay là 1 năm, quãng thời gian đó thì chúng ta không thể mua lại được nó cho dù có rất là nhiều tiền. Có câu châm ngôn như thế này, học, học nữa, học mãi. Học máu mà chết. Nói như thế không phải là chúng ta thích học cái gì thì học. Chúng ta phải lên kế hoạch, mục đích cho việc học của mình, tránh lãng phí thời gian và công sức. Chẳng hạn, khi bắt đầu một công việc học mới, nếu vì các bạn giống như là một cái cây, thì các bạn chỉ là một cái cây non mà thôi. Để cho rễ cây đâm sâu vào lòng đất, để cho cành cây trải dài ra, để cho cây đơm hoa, kết trái, thì chúng ta cần phải có dinh dưỡng. Kiến thức mà chúng ta thu được thông qua việc học tập đó chính là dinh dưỡng cần thiết để cho cây phát triển. Cây đó lớn ra sao, hoa nở như thế nào, quả có thơm và ngon không, đó chính là do các bạn. Sau đây mình xin được đưa ra một ví dụ cụ thể để cho các bạn dễ hình dung hơn được việc học của chính bản thân mình. Hãy coi việc học ngôn ngữ chính là một dự án đầu tư và nhà đầu tư chính là bạn. Chi phí trước mắt mà bạn phải bỏ ra đó chính là tiền bạc, công sức và quan trọng nhất là thời gian. Nhưng trong tương lai chắc chắn bạn sẽ thu được lại những lợi nhuận khổng lồ. Mình dám khẳng định điều đó.
Này, mấy em cho anh hỏi, tiền lương hiện tại của các em bây giờ là bao nhiêu? Em vẫn đang bám anh ạ. Em 3 củ một tháng. Em 7 củ một tháng anh ạ, 7 củ. Là người dạy tiếng Nhật, mình xin đưa ra một dự án cụ thể cho các bạn như thế này. Chúng ta sẽ đặt ra một kế hoạch là 13 tháng để đạt được chứng chỉ N2. Chúng ta sẽ mất 5 tháng để học N5 và N4 và phải chi ra là 7.750.000. Nửa tháng để ôn lại N5 và N4, mất 800.000. Chúng ta lại dành ra 3 tháng để học N3 và số tiền chi ra là 5.100.000. Không phải 5 tháng ôn luyện N3 và mất 800.000. 4 tháng chúng ta sẽ dành cho ôn luyện để đạt được N2 và chúng ta phải chi ra một con số là 7.200.000 đồng. Tổng số tiền mà các bạn bỏ ra trong vòng 13 tháng là 21.650.000 đồng. Chúng ta mang ra để đầu tư nhé. Thế còn tiền ăn học thế nào anh? Nếu tính cả tiền ăn, tiền học, tiền ở thì các bạn phải nhân 3 lên. Và con số để chúng ta đầu tư trong vòng 13 tháng không chỉ là 21.650.000 mà là nó xấp xỉ 65 triệu đồng. Con số 65 triệu là số tiền quá lớn phải không? Không, các bạn đang là một nhà đầu tư rất là giỏi đó. Sau 13 tháng lăn lộn vất vả, đầu tư và làm ăn đúng không? Thì các bạn sẽ có được một bằng chứng chỉ N2. Và khi có được chứng chỉ N2 rồi thì bạn sẽ đường chính chính vác CV lên vai và đi xin việc. Các công ty Nhật Bản luôn chào đón các bạn. Lương của các bạn sẽ không dưới 10 triệu và nếu làm tốt thì lương của các bạn sẽ lên đến con số 15 triệu hoặc là 20 triệu. Đó là ở Việt Nam nhé. Nếu mà các bạn sang Nhật thì con số tiền lương mà các bạn nhận được hàng tháng nó phải lên đến trên 40 triệu, trên 50 triệu. Bạn sẽ chỉ mất nhiều nhất là 6 tháng hoặc là ít nhất là 2 tháng để thu hồi lại được số vốn mà mình đã bỏ ra. Lợi nhuận của những ngày tháng tiếp theo thì bạn sẽ được tận hưởng. Vâng, vừa rồi mình có diễn giải về công việc học tập và đưa ra một dự án đầu tư cụ thể cho các bạn. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ có được những quyết định sáng suốt nhất trong việc lựa chọn công việc học tập của mình. Xin được kính chào và mong sớm được gặp lại.